Toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong, được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu donate cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 12, biết là mình đã bị chị em nhà lãnh thanh gài vào vụ này, Mạc Phạm chỉ đành bất lực nói. Được rồi, được rồi. Cho đệ biết, bọn chúng có bao nhiêu người? Còn chưa rõ, nếu là một cái phân hội, ít nhất cũng có hơn 40 người, Lãnh Thành suy đoán. Tiền thường tính như thế nào? Mạc Phạm hỏi. Giáo đồ là nửa triệu, giáo sĩ là 9 triệu, chấp sự áo lam là 120 triệu, bất kể là còn sống hay đã chết, Lãnh Thành nói. Như vậy là đè đầu người gia tính, nhưng mà một tên chấp sự áo lam chỉ có 120 triệu, như vậy có thấp quá không? Mạc Phạm nói chấp sự áo lam có thể được ví như chủ tịch tỉnh và 120 triệu để trả cho cái đầu của hắn thật sự là khá thấp. Lần này thông tin do chúng ta cung cấp và chúng ta cũng sẽ tham gia hỗ trợ. Nếu như tự mình bắt sống được tên chấp sự áo lam tiền thưởng có thể là 200 triệu, lãnh Thành nói. Bắt sống có giá cao hơn sao? Mạc Phàm lại hỏi. Đương nhiên, bắt sống được chấp sự vẫn là tốt nhất. Như vậy chúng ta mới có thể từ tên này lần ra những thành viên đang lai like của hắc giáo đình. Nếu như cậu trực tiếp bắt được sẽ có thêm cơ hội để thu thập thông tin về hồng y giáo chủ lãnh thanh giải thích Mạc phàm nghe thấy bắt sống sẽ được nhiều tiền hơn hai mắt càng là sáng như ngôi sao bắt đầu đây là thời điểm hắn vào mục ninh tuyết thiếu tiền nhất nếu như bẻ cổ được một tên chấp sự áo lam liền đủ tiền mua tinh hà chi mạch cho ninh tuyết cô ấy có thể đột phá cao dài mặc dù một viên tinh hà chi mạch không đủ để cho cô ấy trèo trống thế nhưng cũng sẽ giúp cô ấy không bị đội quốc phủ bỏ lại quá xa đợi đã tỷ nói hồng y giáo chủ ngoài tát lãng ra còn có những người khác sao mạc phàm đột nhiên nghe được trong lời nói của lãnh thanh có điểm kỳ quái vội vàng hỏi thêm lãnh thanh gật đầu vốn dĩ lãnh thanh không muốn nói ra những thông tin này nhưng mà mạc phàm đã giúp thẩm phán hội tiêu diệt hắc giáo đình mấy lần lúc này mới bình tĩnh nói tát lãng là một trong những hồng y nghe nói hắc giáo đình có một tổng cộng có bảy hồng y giáo chủ bốn người không rõ danh tính hai người đã bị bắt rất khó để tìm ra chúng mạc phàm nhất thời không biết nên nói cái gì cứ như vậy nhìn Lãnh Thanh. Hắn thật sự cho rằng người cao nhất Hắc giáo đỉnh chính là Tát Lãng, dù sao những gì Tát Lãng làm ở Cố Đô đã khiến cả thiên hạ khiếp sợ, người như vậy chỉ là một trong bảy hồng y của Hắc giáo đỉnh mà thôi, vậy sáu người còn lại sẽ điên cuồng ra sao và tham vọng lật đổ thế giới của họ khủng khiếp đến mức nào. Không còn ai trong số chúng còn ở trong nước cả, vì vậy cậu không cần phải lo lắng. Ngoài ra, Tát Lãng được cho là tên tội phạm có thiên phú nhất, Lãnh Thanh nói thêm. Tát Lãng. Tát Lãng. Mạc Phàm đã nghe thấy cái tên này quá nhiều lần, nghĩ đến đã có rất nhiều người mất mạng vì muốn diệt trừ Tát Lãng, bao gồm cả giáo quan tràm Không. Nghĩ đến những con người này đã hy sinh to lớn như vậy, nắm đấm của Mạc Phàm càng là nắm chặt hơn. Đầu tiên phải tiêu diệt lũ dư đảng ở Sùng Minh Đảo, bây giờ mà muốn truy đã Tát Lãng, hẳn là phải mất rất nhiều tiền, Lãnh Thành nói. Hừm. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Để che đậy tốt hơn và tìm được hang ổ của Hắc Giáo Đình, Linh Linh sẽ tham gia cùng cậu để đi vào sùng minh đảo mặc phàm tỉ tỉ giao linh linh cho cậu nửa câu sau lãnh thanh nói rất nghiêm túc bình thường lãnh thanh sẽ không bao giờ để linh linh dính vào chuyện nguy hiểm như vậy tuy nhiên lãnh thanh biết rất rõ nếu không có linh linh giúp đỡ mặc phàm và mục ninh tuyết sẽ rất khó tìm được người của hắc giáo đình cũng may đây là nhóm tín đồ trong nước cuối cùng vì để diệt nốt đám tàn dư chấm dứt cuộc chiến tranh đẫm máu đã kéo dài này lãnh thanh chỉ có thể quyết tâm cho linh linh gia nhập yên tâm đệ sẽ lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo an toàn cho muội ấy mạc phàm trịnh trọng nói hừ mấy người thật quá xem thường ta linh linh uống sữa xong cạnh môi nhỏ còn nổi bọt nhảy khỏi ghế cao cổ quái rời đi mục ninh tuyết cô cũng phải chú ý tình huống của cô ta đã hiểu hy vọng cô đừng hành động theo cảm tính lãnh thanh lại bàn giao một câu lãnh thanh ngày thường là loại tính cách kiên quyết hôm nay nói lời khuyên nhủ như vậy có thể thấy cô ấy vẫn rất lo lắng khi ra trọng trách diệt trừ hắc giáo đình nhưng mặc phẩm quả thực là ứng cử viên thích hợp nhất vì hắn không phải là người trong thẩm phán hội lại là người có quyết tâm diệt trừ chúng hơn bất cứ ai trên thực tế phi vụ này không dùng người của mình động thủ là còn có nguyên nhân khác nhưng lãnh thanh không muốn tùy ý nói ra bởi vì không có chứng cứ vững chắc ngày nhiệm vụ bắt đầu chạm xe buýt đảo sùng minh xin chào kiểm tra giấy tờ các bạn có thể cho tôi xem id của các bạn được chứ viên cảnh sát bước tới chỗ ba người kiểm tra giấy tờ trên mặt mang theo nụ cười đăng nhập vào sùng minh đảo khó khăn hơn mong đợi có cảm giác như rơi vào một danh giới khác nhưng bọn họ cũng có chính kiến của mình dù sao đây là một quận đảo thuộc trường giang nên điều tra kỹ là thích hợp nhất tôi có thể hỏi ba vị có quan hệ gì mục đích đến sùng minh đảo là gì được không viên cảnh sát sau khi xem xét id thì đặt thêm câu hỏi đây là bạn gái của tôi còn cô bé này là em gái tôi chúng tôi đến đây để du hí ở thượng hải quá chán rồi cho nên hôm nay chúng tôi đi đổi gió một chút mặc phàm mặc một thân trang phục bình thường bình tĩnh ung dung trả lời anh ơi em muốn cưỡi ngựa muốn cưỡi ngựa linh linh đột nhiên nhảy cẫng lên nói cái bộ dạng đòi hỏi một cách đáng yêu như vậy làm cho trái tim của viên cảnh sát cũng mềm nhũn ra lập tức cảm thấy yêu thích viên cảnh sát cười nói muốn cưỡi ngựa hả em có thể đến phong trấn ở đó có cả một đồng cỏ rộng lớn luôn ở đó cũng có ngựa không phải nói ở thảo nguyên thì mới có ngựa sao linh linh ngây ngô hỏi tiếp ha ha ở đây cũng có. Hệ sinh thái ở đây rất phong phú và sạch sẽ, mấy người chọn đúng chỗ chơi rồi đấy. Viên cảnh sát vừa nói vừa trả lại giấy tờ tùy thân của ba người, hình như không mảy may nghi ngờ tình cảnh đôi bạn trẻ đưa em gái đi chơi. Cảm ơn chú, Linh Linh lễ phép nói. Cái gì mà chú chứ, ta còn chưa quá ba mươi mà, viên cảnh sát cười ha hả. Cảm ơn chú, đi vui vẻ nhé. Sau khi đi qua khu vực kiểm tra, Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết đều chuyển sự chú ý sang Linh Linh. Linh Linh lúc này đã trở lại với dáng vẻ của bà cụ non, khác hẳn với vẻ hoạt bát, đáng yêu lúc nãy. Điều này khiến họ cảm thấy Linh Linh không được tranh giải Oscar là một điều quá đáng tiếc. Sau khi lên xe, Linh Linh đã mở máy tính mini lên, gõ nhanh một hồi, hình ảnh trên màn hình liên tục nhấp nháy, nhanh đến mức Mạc Phạm còn không biết cô bé đang tìm cái gì. Em đang tìm kiếm thông tin về việc tắt lãng có thể trốn ra nước ngoài sao? Mạc Phạm tò mò hỏi. Đúng thế. Bọn chúng muốn lặng lẽ đưa tắt lãng ra nước ngoài, chắc chắn bọn chúng cần phải có một tấm bình phong nữa đạn. Tôi đã kiểm tra trước rồi, có một số trang trại được các sĩ quan báo cáo lại là có vấn đề. Trước khi tới, Linh Linh đã chuẩn bị đầy đủ, trên sùng minh đảo có bao nhiêu thị phi. Cô bé đã tập hợp phân tích và loại trừ hơn phân nửa. Vì chúng có thể âm thầm hộ tống tát lãng đi, điều đó chứng tỏ chúng vẫn đang đứng sau vỏ bọc kinh doanh với cộng đồng quốc tế. Nếu loại trừ ra thì chúng ta có được 6 kết quả này, tất cả đều được gắn cờ sở hữu tư nhân. Linh Linh nhanh chóng liệt kê 6 cái tên có khả năng nhất, trực tiếp đánh dấu trên bản đồ. Nơi gần chúng ta nhất là công ty buôn bán cá ngừa thị trấn Vạn Phong, chúng ta đến đó trước đi, Mạc Phàm vừa nói vừa chỉ vào một người trong số họ. Tốc độ của xe buýt hơi chậm, khi bọn họ đến thị trấn Vạn Phong thì đã là buổi trưa. Khi đến công ty cá ngừ, họ lấy cớ là đi lạc để dạo quanh nhà máy. Sau khi đi dạo hết một vòng, bọn họ chợt phát hiện ra đây là một công ty chế biến cá ngừ bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, Đến lúc ra khỏi công ty thì toàn thân đã sọc mùi tôm cua cá ghẹ Họ đi dạo quanh thị trấn Vạn Phong Và xem xét một số khả năng khác Nhưng toàn bộ thị trấn vẫn bình thường Hệt như cái nhà máy cá người chết tiệt kia vậy Người của hắc giáo đình có thể đang bí mật theo dõi chúng ta Hãy cẩn thận Mạc Phạm trịnh trọng nói Mục ninh tuyết gật đầu Thế nên đừng vội đến địa điểm tiếp theo Ở đây chơi một hôm đã Một khi đã diễn thì anh phải diễn cho tới Biết chưa Linh Linh bổ sung thêm Chúng ta ở lại đây sao Thôi thôi thôi, ta chán ở đây lắm rồi, ta muốn đi tham quan nơi khác, Mạc phẩm kêu khổ. Anh bớt cảm giảm đi, bộ anh nghĩ chúng ta đang đi du lịch thật hả, đúng là không có chút tiền đồ nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mục Ninh Tuyết cũng phải mỉm cười, không hiểu sao, cô ấy thấy hai người này lại giống anh em ruột đến vậy. Kết thúc video, các bạn đang nghe chuyện toàn chức Pháp Sư trên kênh Triệu Gia, chuyện được dịch bởi đặt Lê Viu triệu gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn thân ái và hẹn gặp lại trên kênh triệu gia